Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã thu giữ kê biên rất nhiều tài sản liên quan vụ án, từ tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng, xe hơi, du thuyền, bất động sản. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu cụ thể sự liên quan của một số bất động sản bị kê biên với các cá nhân doanh nghiệp khác. Trong số các bất động sản bị kê biên trong vụ án, có 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh. Tuy nhiên, bản cáo trạng không nêu chi tiết 8 bất động sản liên quan cụ thể là những dự án nào. Công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh của chú đảo Tuần Châu Đoàn Hồng Tuyển thành lập tháng 8 năm 1997. Năm 2015, công ty cập nhật thông tin do ông Đào Anh Tuấn, sinh năm 1980, làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trong đó ông Đào Hồng Tuyển góp 96% và ông Đào Anh Tuấn góp 4% còn lại. Tháng 4, 2016, công ty tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 2.500 tỷ và tăng lên thành 4.100 tỷ đồng vào tháng 8, 2022. Tháng 2, 2023, công ty cập nhật thông tin tăng thêm người đại diện theo pháp luật là bà Đào Thị Đoan Trang, sinh năm 1981, phó tổng giám đốc Âu Lạc Quảng. Động thái mới nhất, tháng 9, 2023, Âu Lạc Quảng Ninh thay đổi thông tin chú đảo Đào Hồng Tuyển rút khỏi danh sách cổ đông góp vốn, thay vào đó là pháp nhân công ty cổ phần tập đoàn Tuần Châu. Tập đoàn Tuần Châu có vốn điều lệ gần 5.039 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm ông Đào Hồng Tuyển góp 78,11%, tương ứng 3.936 tỷ đồng. Công ty Âu Lạc Quảng Ninh góp gần 18,6%, tương ứng 937 tỷ đồng và bà Đào Thị Đoan Trang góp gần 3,29%, tương ứng gần 166 tỷ đồng. Bà Đoan Trang là tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của tập đoàn Tuần Châu. Tại Quảng Ninh, tập đoàn Tuần Châu nổi tiếng với khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu, hệ thống khách sạn, cảng tàu Tuần Châu. Ngoài Âu Lạc Quảng Ninh, tập đoàn Tuần Châu, hệ sinh thái Tuần Châu Quảng Ninh còn các công ty khác. Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội thành lập từ tháng 3 2007, nhiều lần thay đổi tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, trong đó có giai đoạn do bà Đào Thị Đoan Trang đảm nhiệm, hiện tại ông Đào Anh Tuấn đảm nhiệm. Tháng 8 2020, công ty tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng. Nhắc đến Tuần Châu Hà Nội, người dân thủ đô liên tưởng tới dự án khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai trên diện tích hơn 198 ha. Dự án Tuần Châu Hà Nội được triển khai từ năm 2005 theo kế hoạch. Dự án bao gồm sân golf 93 ha, vui chơi giải trí 22 ha, trung tâm thương mại quốc tế, khu biệt thự 54 ha, còn lại là khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và chung cư cao cấp. Sau 15 năm, dự án vẫn dang dở, mới giải phóng mặt bằng được hơn 42 ha. Hiện tại, khu vui chơi, công viên nước, nhà hàng đã đưa vào sử dụng từ khoảng 5 năm nay nhưng không sôi động. Năm 2021, Tuần Châu Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng giảm quy mô, diện tích đất dự án xuống 198,64 ha, đồng thời mở rộng mục tiêu quy mô xây dựng nhà ở, tăng diện tích đất ở trong phạm vi dự án, song chưa rõ kết quả. Khá bất ngờ khi bà Đào Thị Đoan Trang và chồng là Đỗ Ngọc Minh có khoản vay thế chấp bằng xe ô tô tại BIDV. Ngoài ra, hệ sinh thái Tuần Châu còn lập nhiều công ty ở các tỉnh thành khác như công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Marina City thành lập tháng 2, 2017, có vốn điều lệ 900 tỷ đồng do ông Đào Hồng Tuyển làm chủ tịch hội đồng quản trị. Bà Đào Thụy Phương Thảo, sinh năm 1990, làm tổng giám đốc, cơ cấu cổ đông gồm công ty Âu Lạc góp 78%, TNT Hạ Long góp 20% và bà Thảo góp 2%. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn New City thành lập tháng 2, 2017, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng do Âu Lạc Quảng Ninh góp 78%. TNT Hạ Long góp 20% và bà Đào Thụy Phương Thảo góp 2%. Bà Đào Hồng Tuyển là chủ tịch hội đồng quản trị và bà Phương Thảo là tổng giám đốc. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tuần Châu cũng thành lập tháng 6, 2017 với vốn điều lệ 5.500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cray TPB góp 0,5%, ông Hồ Quốc Minh góp 0,5% và công ty cổ phần đầu tư Tuần Châu Global góp 99%. Công ty cổ phần đầu tư Tuần Châu Global thành lập tháng 5, 2017, có vốn điều lệ 5.450 tỷ đồng. Công ty do ông Đào Hồng Tuyển góp 49%, Hồ Quốc Minh góp 1%, Đặng Thị Thanh Phương góp 20%, Châu Sam Phạm góp 10% và Nguyễn Công Thành góp 20%. Công ty cổ phần TNT Hạ Long thành lập tháng 11, 2007 do ông Đào Hồng Tuyển làm chủ tịch hội đồng quản trị, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, sau đó giảm xuống còn 255 tỷ đồng.
Đáng chú ý, dấu ấn Vạn Thịnh Phát tại hệ sinh thái của chúa đảo Đào Hồng Tuyển rõ nét ở TNT Hạ Long khi tháng 1/2020, công ty cập nhật thông tin đăng ký thay đổi. Ông Lâm Khắc Vĩnh, Trương Vincent lên làm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc vẫn là ông Đào Anh Tuấn. Tháng 12/2020, bà Nguyễn Vũ Anh Thi tiếp quản ghế chủ tịch hội đồng quản trị TNT Hạ Long. Ông Đào Anh Tuấn vẫn là tổng giám đốc công ty. Tháng 8/2022, TNT Hạ Long tăng vốn khủng từ 255 tỷ đồng lên 3.855 tỷ đồng. Trương Vincent và Nguyễn Vũ Anh Thi đều là hai nhân vật quan trọng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 11, Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Nguyễn Cao Trí khai việc gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao giấy tờ tài liệu cho Hồ Quốc Minh ký. Sau đó, mặc dù đã có bản kết luận giám định số 20 ngày 6 tháng 1/2023 của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan do cơ quan điều tra thu giữ, nhưng Nguyễn Cao Trí vẫn không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan, bị can cho rằng Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của Trí. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, điều này thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan đến cùng. Bị can Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí, chiếm đoạt tài sản của bà và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật. Căn cứ tài liệu chứng cứ, kết luận giám định, lời khai bị can và các cá nhân liên quan, cơ quan tố tụng có đủ cơ sở xác định, lợi dụng việc Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối, chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ tiền mặt khi khám xét người Nguyễn Cao Trí và nơi làm việc tổng cộng 93,9 tỷ, gồm khoản tiền 3,3 triệu đô la Mỹ và số tiền 16,7 tỷ đồng. Gia đình bị can Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Trí được tặng huân chương lao động hạng 3 và bằng khen, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng và có nhân thân tốt. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.